Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, có một cái tin đó là phái đoàn của Ukraine và phái đoàn của quân quân xâm lược Nga đó đã họp ngay tại cái vùng biên giới giữa Ukraine và Ba Lan và đạt được một cái thỏa thuận. Cái thỏa thuận đó là sẽ bảo vệ một cái hành lang để cho dân chúng Ukraine có thể di tản ra bên ngoài. Chúng ta biết là hiện nay chính phủ Ba Lan đã mở rộng vòng tay ghê lắm. Họ cho xe lửa vượt biên giới qua phía bên kia Ukraine để chờ người dân Ukraine qua phía bên này biên giới Ba Lan mà không cần phải có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh để mà có thể được vào Ba Lan xin là người tị nạn. Ngoài ra, những nước chung quanh của Ukraine cũng đã mở vòng tay đối với người tị nạn. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nghĩ rằng với cái tình hình chiến sự này đó, thì cái số người mà có thể đạt vượt tới đó, đi xin tị nạn tại các quốc gia chung quanh cả Âu Châu nữa là 18 triệu người. Nhiều lắm lận. Chúng ta, cô Ngọc Lan có nhớ là sau thời đại nhị thế chiến có một cái tác giả người Đức, ông viết mấy chục cuốn sách, những cái cuốn như là Đài Tưởng Niệm Đen của Bầy Diều Hâu Cưỡi Cánh, rồi Chiến Hữu, rồi những cái tác phẩm mà nói về cái tội ác của quân Đức Quốc xã đó. Thì đặc biệt là ông có viết một cái cuốn về tình trạng của những người tị nạn mà cái tựa đề của nó là Bản Du Ca Cuối Cùng của Loài Người Không Còn Đất Sống, Erich Maria Remarque. Mấy ngày hôm nay đọc lại cái tác phẩm Bản Du Ca Cuối Cùng của Loài Người Không Còn Đất Sống của Erich Maria Remarque đó, thấy y hệt như cái cảnh mà người dân Ba Lan giờ phút này đang phải chạy chiến tranh để qua những cái quốc gia bên cạnh xin tị nạn, và cũng nhắc nhở lại một dân tộc đã từng trải qua chiến tranh, đã từng bị quân xâm lược tấn công, đó là dân tộc Việt Nam. Cái thời 1968-1972, đồng bào chúng ta đã bỏ phía bằng chân như thế nào khi mà chạy từ Quảng Trị, chạy dọc theo đại lộ Kinh Hoàng, bị quân Cộng sản miền Bắc pháo kích dọc đường chết, và những cái trại tị nạn đầy kín người. Đó là cái hình ảnh chiến tranh. Cho nên hơn bao giờ hết là những người Việt Nam sống ở trong nước cũng như ngoài nước, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ mong ước và cầu nguyện cho dân tộc Ukraine thoát khỏi được cái tham tàn và cái ước muốn gọi là điên cuồng của Vladimir Putin. Có những người quân nhân của Nga chúng tôi nghiệp lắm, trẻ măng à, không, người ta ví von với quân Khmer Đỏ của cái thời 75 tấn công vào Phnom Penh, nhỏ xíu mặt búng ra sữa, và họ bảo là họ có biết gì đâu, là những binh sĩ trẻ đó họ được lệnh là đến biên giới của Ukraine để tập trận, và khi mà được lệnh đem quân đánh vào Ukraine, tức là xâm lăng đó, thì bây giờ họ, những đứa trẻ thơ 17-18 tuổi đó cũng kêu khóc nhớ mẹ, nhớ cha. Và chính phủ Ukraine đưa ra một chính sách rất là nhân đạo, bảo được tất cả những gia đình nào mà có con đang bị bắt ấy, và làm quân ở tù nhân được đối xử rất là đàng hoàng tại thủ đô Kiev. Và những bà mẹ của nước Nga hãy đi vào, họ chỉ đường đi lối, đi xe như thế nào để vào thủ đô Kiev và nhận con đem về Nga. Đây là một cái cuộc chiến phải nói rằng tội ác là của Putin, còn và tội ác của những cái đám tướng lãnh cao cấp mà đã tham gia vào cái chiến dịch xâm lăng Ukraine. Chứ còn binh sĩ nhỏ dưới thì quân đội nước nào cũng thế thôi, họ là những người chết. Và bà mẹ, những bà mẹ mà có những đứa con chết trên chiến trường đó là những người mà thua thiệt nhất, đau khổ nhất khi mà chiến tranh xảy ra. Người ta nói là chiến tranh thì bao giờ nó cũng tàn khốc, và nhiều người họ nói rằng không thể nghĩ rằng vào cái thời điểm này, ở lúc này mà lại có một cuộc chiến tranh xâm lược như vậy xảy ra. Bác thấy nhớ là cách đây mấy tuần khi mà nói về cái tình hình ở giữa Ukraine và Nga đó, nói là có thể đánh, Ngọc Lan cũng đã nhiều lần nói rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Dạ, sẽ không bao giờ, nhưng mà bây giờ thì người ta nói là không thể tưởng tượng được ở trong thế kỷ 21 này người ta lại phải một lần nữa chứng kiến những cái hình ảnh như vậy. Ngày hôm qua đó thì có hình ảnh đưa lên một ông bố người Ukraine đang ôm bên xác con mình chết ở trong một cái bệnh viện. Đây là một bệnh viện phụ sản nhưng mà nó được đổi lại để mà làm một cái bệnh viện cứu thương cho những cái người mà dân Ukraine. Con ông, cậu bé này chỉ mới có 16 tuổi thôi, thì đang chơi banh ở trên một cái sân trường đó.
nhưng mà một cái trái pháo nó đã rớt vào đó, cho nên là con ông đã bị thương rất là nặng, nhưng mà đưa vào trong bệnh viện đó, nơi mà trở thành những cái bệnh viện như bệnh viện dã chiến như vậy, rồi cái phương tiện được không có, thì khi mà bác sĩ ông đứng ở ngoài ông chờ, rồi lúc mà bác sĩ bước ra lắc đầu giống như là không thể cứu được, ông vào để ông ôm con mình, thì cái hình ảnh đó rất là xúc động. Người ta chụp được đó, cái hình ảnh đưa vô là cái đôi giày còn đẫm máu của cái cậu bé 16 tuổi này. Thì đây là những cái hình ảnh mà người ta nói là rất là khó có thể người ta không khiến cho người ta cảm thấy là phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì hành động của một cái kẻ gọi là độc tài phát xít ở trong thế kỷ 21 này.